Thưa quý khán giả và các đồng chí, 47 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn tồn tại những quan điểm trái ngược về con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhiều người Việt Nam tại hải ngoại bấy lâu nay đã bị che mắt bởi bức màn của sự dối trá dựng lên bởi những kẻ đi gieo rắc sự thù hận nhằm ngăn cản khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Sự thật về đất nước ngày càng sáng tỏ đã khiến nhiều người vốn mang quan điểm thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam nay đã thay đổi suy nghĩ và hành động. Cũng có những người từng đứng trong bóng tối của sự sợ hãi, không dám lên tiếng bảo vệ cho công lý và lẽ phải, nay đã dám nói lên tiếng nói đoàn kết dân tộc. Những sự chống đối dù cố gần lên nhưng ngày càng trở nên lạc nhịp, thay đổi nhận thức và hành động không phải điều đơn giản xảy ra trong một sớm một chiều. Đôi lúc đó là cả quá trình dài tìm để hiểu. Sau quá trình đó, nhiều kiều bào đã chuyển từ đối nghịch sang đồng thuận với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là nội dung chính của chương trình Nhận diện sự thật hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn người đàn ông này là luật sư người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng, thường được biết đến trong cộng đồng người Việt tại Mỹ với danh xưng luật sư Hoàng Duy Hùng. Ông Hoàng Duy Hùng có cha từng phục vụ cho quân đội ngụy quyền Sài Gòn trước đây. Gia đình ông đã di cư sang Mỹ vào năm 1975. Tại đây, ông tham gia các đảng phái chống cộng với nhiều âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Cá nhân ông thú nhận, trước đây từng là kẻ chống cộng cực đoan, là một tên cực phản động. Ở hải ngoại, có lẽ kiếm người thứ hai không có. Năm 2001 có lẽ là năm không thể nào quên trong tâm trí Hoàng Duy Hùng. Khi ông quay lại Việt Nam với ý đồ đặt bom bến Nhà Rồng, bến Ninh Kiều. Xong, quả bom đó đã không bao giờ nổ. Vì tôi thấy đất nước đã có sự phát triển, tôi suy nghĩ lại nên bỏ kế hoạch đó. Khi không muốn đặt bom nữa là có sự thay đổi trong con người tôi rồi. Khi mình thấy đó là chính sách đúng, sự hòa hợp dân tộc là đúng, quay đầu về là đi đến nơi đến chốn. Người đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn ông Hoàng Duy Hùng và sau này cũng là người bạn đồng hành cùng ông trong các chuyến hồi hương đến thăm các di tích lịch sử. Như một lời tạ lỗi với quê hương Việt Nam là ông etc. Nguyễn Quang Trường. Tại Mỹ, ông Quang Trường là chủ nhiệm kênh VN Today TV, là kênh thông tin dành cho kiều bào Việt Nam tại hải ngoại. Tiếp xúc với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4, cũng như về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong tình hình mới, ông Quang Trường nhận định, bên cạnh những kiều bào thay đổi quan điểm về Việt Nam, thì còn có nhiều người đứng trong bóng tối, nghĩa là không dám công khai ủng hộ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ sợ bị khủng bố và những hệ lụy liên quan đến công việc và cuộc sống của bản thân. Trước đây, những tiếng nói này rất là dè dặt, tại vì họ e ngại những người chống cộng, cực đoan, những tổ chức chính trị có sự khác biệt với quan điểm Việt Nam, đe dọa hoặc là làm tổn hại đến cái công việc của họ. Do đó họ không dám lên tiếng. Nhưng càng về sau thì khi có nhiều cái lượng thông tin từ ở trong nước đưa ra hết sức là khách quan và tích cực, do đó là kiều bào của chúng ta đã bắt đầu mạnh dạn lên tiếng ủng hộ cái sự ổn định của đất nước. Và không những thế, họ còn mong muốn được trở về một cách là thoải mái, công khai để có thể có được cái sự thông tin chính xác hơn. Có lẽ những người như luật sư Hoàng Duy Hùng và các cái cộng sự của anh ấy thì mình thấy rất rõ là một người vốn là sau cuộc chiến thì cảm giác rằng là có những cái mối thù nhất định với là cái chính quyền hiện tại ở Việt Nam. Nhưng họ hiểu rằng là Việt Nam mới không chỉ muốn làm cho người dân ở Việt Nam cuộc sống mới và ngành vị thế Việt Nam càng cao lên, mà có một chính sách rất cởi mở với kiều bào bên ngoài. Cái nhận ra đó là một quá trình rất lớn. Thì đến bây giờ chính những người đó họ đi về, họ tìm hiểu những cái đời sống sinh hoạt cả về đời thường cũng như ở cái tầm chính sách vĩ mô để họ chia sẻ với lại cộng đồng. Bóng tối và ánh sáng, thuận và nghịch, đó là những mặt đối lập, nhưng đều có thể tồn tại trong cùng một con người
hay giữa những con người trong cùng một hoàn cảnh, một thời điểm. Yêu hay ghét cũng vậy. Người Việt Nam có câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Người Việt ở nước ngoài và người Việt trong nước, tuy hai mà một, luôn có chung một dòng máu của dân tộc Việt Nam. Bất luận trong hoàn cảnh nào, người Việt Nam ở nước ngoài luôn được chào đón trở về nhà. Trở về, trước hết là để hiểu hơn về tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Những ngày dịch bệnh COVID-19 phủ bóng đen lên cuộc sống của người dân tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, phải rất vất vả, thậm chí có cả những hy sinh. Lực lượng tuyến đầu chống dịch mới có thể cùng với nhân dân cả nước khống chế sự bùng phát của dịch bệnh. Ngay trong lúc khó khăn ấy, Tổ quốc đã đón gần 90.000 người Việt Nam trở về. Việc đưa đón bà con người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong bối cảnh dịch COVID-19 là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho thấy nỗ lực của hệ thống chính trị trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Những chuyến bay lại tiếp tục cất cánh khi xung đột Nga-Ukraine bất ngờ nổ ra. Trước những diễn biến phức tạp tại Ukraine, nhiều người Việt tại Ukraine đã sơ tán sang các nước lân cận và có nguyện vọng về nước. Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con, thực hiện chủ trương của chính phủ, các cơ quan chức năng đã tổ chức các chuyến bay từ Bucharest, Romania vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 và chuyến bay từ Warsawa, Ba Lan vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Romania, Ba Lan, Đức và nhiều quốc gia châu Âu lân cận Ukraine đã làm việc tích cực, hiệu quả để hỗ trợ người Việt Nam sơ tán khỏi khu vực có xung đột quân sự. Tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 3107 và của nhà nước ta là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị chết, bị thương. Chính vì vậy mà công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Theo số liệu thống kê, hiện nay vẫn có hàng nghìn hội nhóm được lập ra để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như kích động thù hằn, ngăn cản người Việt Nam ở nước ngoài trở về đóng góp cho quê hương. Thế nhưng những hoạt động chống phá, dù giáo diết và táo tợn đến đâu, thì cuối cùng cũng đều đã và sẽ phải thất bại. Đại diện cho tiếng nói, cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy nguồn lực kiều bào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần, kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Nhờ chủ trương đúng đắn và đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, kiều bào ngày càng trở nên gắn kết với quê hương. Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước nhận kiều hối cao nhất thế giới. Lượng kiều hối tích lũy kể từ năm 1993 đến nay đạt khoảng 175 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới. Với sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân kiều bào, vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài ra đời, thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện hóa tinh thần và nội dung của kết luận số 12 của Bộ Chính trị ban hành tháng 8 năm 2021 trong việc khuyến khích và động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải thể hiện đầy đủ và phát huy cái truyền thống đại đoàn kết của dân tộc. Và trong nghị quyết 36, chỉ thị 45 hay là kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đều nhấn mạnh và phản ánh đúng cái chủ trương này. Kiều bào cũng được tạo điều kiện thuận lợi để về nước đầu tư kinh doanh, sinh sống, làm việc. Và kiều bào cũng được tạo điều kiện thuận lợi để được tham gia đóng góp vào những vấn đề quan trọng của đất nước. Hiện nay có 17 kiều bào được là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Trong 10 năm vừa qua thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, sau đó là chỉ thị 45 đã mang lại những kết quả, trong đó đặc biệt là cái việc là huy động cho cái khối nguồn lực của cộng đồng kiều bào được đóng góp và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tham gia trong cái quá trình phát triển của Việt Nam trong cái quá trình hội nhập quốc tế. Thì tôi thấy rằng đây là những cái nghị quyết và những chỉ thị 45 đã thời gian qua đã mang lại những cái kết quả hết sức cụ thể, đặc biệt là cái nguồn lực của kiều bào ngày càng hướng về quê hương đất nước nhiều hơn. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hàng năm có khoảng 300 đến 500 lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên về nước tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học và công nghệ. Trong những năm qua, nhiều diễn đàn, câu lạc bộ trí thức khoa học công nghệ của người Việt trẻ
đã được thành lập ở Úc, Nhật Bản, Đức, Anh, Ba Lan, Hungary, Singapore đã kết nối cộng đồng trong và ngoài nước. Trước hết về chính sách thu hút cán bộ khoa học và công nghệ là người Việt Kiều thì tôi thấy nó rất là đúng đắn về chủ trương, về cái sự cởi mở và cái sự mong muốn thu hút cái lực lượng cán bộ khoa học Kiều bào ở nước ngoài về để chung tay để mà triển khai các dự án khoa học công nghệ trong nước. Tôi thấy đó là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta trong ở bên ngoài và cả bên trong cùng lòng trong cùng một cái chương trình, cùng một cái mục tiêu thì nhất định là chúng ta sẽ làm được. Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là mảnh đất vàng để các thế lực thù địch bất mãn, cơ hội, lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức nhiều đoàn kiều bào thăm Trường Sa và nhà giàn JK-1. Chứng kiến cuộc sống của quân và dân trên đảo, đặc biệt là quyết tâm của các chiến sĩ hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, kiều bào không khỏi tự hào, xúc động, thêm tin tưởng vào quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Nhiều người trong số họ còn trở thành những nhân tố tích cực kết nối người Việt xa quê với biển đảo quê hương. Cột mốc chủ quyền Trường Sa được tái hiện ngay trong chính khuôn viên gia đình anh Lê Hồng Quân, kiều bào Angola, như một hình ảnh gợi nhắc anh về kỷ niệm của chuyến đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 vào năm 2018. Không dừng lại ở đó, dự án Trường Sa, nhà giàn DK1, hành trình của trái tim được ra đời, góp phần đưa hình ảnh biển đảo quê hương tới kiều bào khắp nơi trên thế giới. Thì chúng tôi đã thiết lập một cái app gọi là app lịch Trường Sa trên nền tảng số. Nó ở trên cả Android và trên cả iOS. Nó giúp phần lan rộng hơn nữa mà nó miễn phí. Tiếp theo thì sau những cái dự án đó và cái sự kêu gọi của kiều bào trên toàn thế giới cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp và những cái người yêu mến Trường Sa thì chúng tôi đã tích lũy được một cái số quỹ tương đối là lớn. Nhằm đáp ứng nguyện vọng được kết nối với biển đảo Tổ quốc, từ năm 2012 đến năm 2019, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức 8 đoàn kiều bào với sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài tới thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới, các chuyến thăm này không thể thực hiện. Tuy nhiên, công tác thông tin về chủ quyền biển đảo tới kiều bào được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Bên cạnh các chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, thời gian qua, hoạt động của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ tới kiều bào khắp nơi trên thế giới. Thành lập từ năm 2014, đến nay, câu lạc bộ có khoảng hơn 2.700 hội viên nòng cốt và hơn 2.500 hội viên kết nối trên Facebook, cùng với 30 đơn vị hội viên tập thể ở nước ngoài. Thì có thể nói rằng vai trò của anh chị em Việt Kiều cũng đóng góp một vai trò rất là quan trọng. Đó là chương trình của Ủy ban bổng chúng tôi đi tới đâu thì anh em cũng đồng hành đi đến đó, cũng như là bà con ở trong nước của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng bà con Việt Kiều là một bộ phận không thể thiếu được trong cơ thể Việt Nam chúng ta. Tôi cảm giác như là sinh viên Việt Nam ở nước Mỹ nói chung thì luôn luôn đoàn kết và luôn luôn tạo nên một tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam ta. Không chỉ có lưu học sinh mà còn có các anh chị đồng hương người Việt sinh sống và làm việc tại Trùng Khánh. Tất cả chúng tôi đều đặt trách nhiệm là trên hết đoàn kết một lòng hướng về cội nguồn, hướng về Tổ quốc. Dù đi đâu, ở đâu làm gì, chúng tôi cũng luôn đoàn kết. Đó là cách để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Và đồng thời đó cũng là cách chúng tôi giáo dục con em của mình về truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Truyền thống đoàn kết dân tộc của Việt Nam mình bắt nguồn từ một quyết chí chung sức cùng bảo vệ, xây dựng đất nước hùng cường và giàu mạnh. Vì đối với mỗi cá nhân và gia đình, Việt Nam là quê hương và gốc rễ của mình. Sự thật nằm trong những cái đầu tỉnh táo, chương trình muốn nhắn gửi tới những người Việt xa quê rằng hãy trở về quê hương, tìm và hiểu những gì đang diễn ra trên đất nước mình. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của mỗi người con đất Việt cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước. Không có sự yêu nước nào lại đi ngược với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cũng chẳng có sự chính nghĩa nào ở những kẻ giáp tâm hủy hoại truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
quê hương luôn chào đón những ai đứng về phía của chính nghĩa, của đoàn kết dân tộc. Đến đây, xin được khép lại chương trình Nhận diện sự thật tuần này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả vào các chương trình sau.